Và thực sự cái nghề lập trình này người ta quan trọng là thực lực, không quá quan trọng là bằng cấp. Bạn làm được việc thì rất nhiều người đón nhận. Vâng, chào thầy Cương và các bạn ạ. Thì buổi sáng em có nhận được một lời hỏi thăm của thầy Cương là dạo này em có khỏe không? Công việc có tốt không em? Nếu được thì em có thể chia sẻ cái câu chuyện học lập trình web của mình cho thầy và các bạn được không? Thì giờ cũng khá là rảnh nên em cũng xin được cái chia sẻ câu chuyện của mình ạ. Đầu tiên thì em cũng xin được bày tỏ cái lòng biết ơn và lời cảm ơn của mình đến thầy Cương, người tuy đã không dạy em trực tiếp nhưng mà các kiến thức của thầy đem lại đã giúp em có được cái công việc hiện tại và thu nhập như hiện tại. Mình xin được giới thiệu về bản thân. Thì mình tên là Hùng, mình quê ở Đắk Lắk. Mình bây giờ 28 tuổi và hiện tại đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian học lập trình web của mình là 1 năm và hiện tại mình đã đi làm được 1 năm. Thì mình xin được kể cái hành trình học lập trình web của mình. Thì ngày xưa ấy, là mình là một người học trái ngành. Mình tốt nghiệp Đại học Kinh tế Đà Nẵng hồi tháng đầu năm 2017. Thì sau khi tốt nghiệp thì mình không biết được là mình sẽ muốn làm gì và mình muốn làm nghề gì. Lúc đấy thì mình nghe một lời khuyên trên mạng, đó là hãy làm đủ các nghề đi, thì sau đó thì bạn sẽ biết được là bạn muốn làm cái gì. Thì mình nghe lời khuyên như thế, mình bắt đầu là lúc đấy mình ra Hà Nội, về quê đấy, và ra Hà Nội được 2 năm. Mình làm công việc là bán rau và chở rau cho một cửa hàng thực phẩm sạch, ngoài đấy được 2 năm. Sau đó là mình vào Sài Gòn, vào đầu năm 2019 mình vào Sài Gòn, mình bắt đầu làm công việc là sale xe tải, bán xe tải được khoảng 6 tháng để kiểm tra xem là mình có hợp với ngành sale hay không. Thì quả thực là không hợp, mình chả bán được chiếc nào trong 6 tháng đấy. Và tiếp theo là mình làm công việc đó là bán lịch, chở lịch, kiêm là thiết kế lịch Tết. Và những cái ngày tháng đấy thì có những cái ngày mà mình phải chở lịch, chở cả tạ lịch rất là cứng trên cái xe máy giữa trưa nắng. Và bây giờ mình nhớ lại cái ngày đấy thì mình nghĩ là bây giờ mình ngồi code trong phòng máy lạnh thì dù có code khó đến đâu hay là căng thẳng đến đâu cũng chẳng bằng được ngày xưa là cực khổ đi chở lịch, nên là bây giờ rất là sướng chán. Mình nghĩ như thế nên bây giờ mình làm rất là thoải mái. Và mình cũng kể tiếp đó là hồi tháng 5 năm 2020 thì mình có đi cà phê với một ông bác. Thì ông bác cũng bảo là hỏi một câu thôi, hỏi là thế chuyên môn của cháu là gì. Lúc đấy là mình mới mình nhận ra, mình tỉnh ngộ ra là thế hóa ra là mình hiện tại mình chả có chuyên môn gì thật giỏi cả. Chuyên môn là phải thật giỏi, mình chả có chuyên môn gì cả, mình cứ biết mỗi thứ một tí. Lúc đấy thu nhập của mình chở lịch có 5,5 triệu một tháng thôi. Thế từ hôm đấy mình bắt đầu tỉnh ngộ, mình bắt đầu đi lên mạng tìm một cái nghề. Thì mình tìm thấy cái công việc lập trình web nó khá là phù hợp với bản thân mình. Mình là một người ít nói, cẩn thận, tỉ mỉ, thích chơi máy tính, thích chơi game, nên mình thấy công việc này rất là phù hợp với tính cách của mình. Mà mình bắt đầu tìm hiểu thì có rất là nhiều nơi đào tạo, có thể là vào trường đại học hoặc là học các cơ sở online, offline đều có rất là nhiều. Mình hồi đấy mình ngẫm nghĩ ấy, là hồi mình sinh viên, mình được nhà chu cấp tiền ăn ấy, mình chả phải làm gì, thời gian rảnh rất nhiều, rất sướng. Nhưng càng rảnh càng sướng thì mình lại càng không học được, mình lại toàn chơi thôi. Nên là mình rút ra một điều là mình phải vừa làm vừa học. Lúc đấy là mình đã chọn một cái khóa nào đấy để vẫn vừa làm vừa học được, chứ không dựa dẫm vào gia đình nữa. Thì tình cờ thôi, như là một cái cơ duyên nào đấy, thì mình tìm hiểu trên mạng và mình thấy khóa thầy Cương, mình xem các phản hồi của các bạn, xem chương trình học, học thử, thấy rất là hay, rất là ổn, và thầy dạy cũng rất là dễ hiểu nữa. Nên là mình bắt đầu đăng ký các khóa học từ tháng 5 năm 2020. Thì từ tháng 5 năm 2020 cho đến tháng 12 năm 2020 luôn, nghĩa là khoảng 7 tháng. 7 tháng mình vừa làm vừa học. Buổi sáng mình đi làm vẫn gặp gỡ mọi người, vẫn nói chuyện, làm công việc tay chân, nó không ảnh hưởng cái đầu óc, rất là nhẹ đầu. Và đến buổi chiều thì buổi tối thì mình bắt đầu học code. Đấy, mình cảm thấy học như thế nó là khá hiệu quả, nó không căng thẳng. Mỗi ngày mình học được một ít, mình vẫn đạt được một ngày mình học 8 tiếng. Và đấy có một cái kinh nghiệm của mình, đó là như một cái mẹo của mình ấy, là mình lấy 16 cái lá bài ấy, trong bộ bài tiến lên ấy, mình lấy 16 lá ra và cứ mỗi lần học được 30 phút thì mình lại úp một lá xuống. Trong ngày ấy, bất kể lúc nào cũng được, sáng sớm cũng được, trưa cũng được, miễn sao là mình cứ học được 30 phút là mình úp một lá. Một ngày úp được đủ 16 lá là mình hoàn thành chỉ tiêu. Sau đấy là mình làm gì thì làm. Nên nghĩ là đã học đủ 8 tiếng. Thì sau 7 tháng học như vậy thì mình cũng học xong được các khóa HTML, CSS, rồi JavaScript, jQuery, Bootstrap và bắt đầu học đến PHP. Thì từ tháng 12 năm 2020 trở đi thì học đến PHP thì mình cảm thấy PHP là một ngôn ngữ khá là khó, phức tạp, cần độ tập trung cao, nên là mình đã quay về nhà và tập trung học 100%. Thời điểm đó mình tiếp tục học 2 tháng thì mình học xong được những kiến thức của khóa PHP. Tiếp theo đó mình dành ra thêm 1 tháng để làm đồ án PHP. Xong tiếp theo là mình học đến Laravel và làm đồ án Laravel. Lúc đấy là khoảng tháng 4 năm 2021 rồi. Thì trong thời gian làm đồ án Laravel thì tình cờ có một cái ông anh trong cái group mà học của Thầy Cương thôi, thì anh ấy là cũng anh ấy mới mở công ty lập trình web và anh ấy muốn tuyển những người bạn trẻ và chỉ cần nắm được kiến thức PHP tốt là có thể làm việc được. Anh ấy bảo chỉ cần học hết những kiến thức trong Thầy Cương là có thể làm việc được. Và mình vẫn còn nhớ là buổi sáng anh ấy đăng tin lên thì buổi trưa mình có nhắn tin với anh ấy, thì anh ấy bảo là ok vậy thì em hãy gửi những cái đồ án mà em đã làm cho anh và gửi CV cho anh. Thì ngay tối hôm đấy mình viết CV luôn, mình viết CV 1-2 tiếng rồi mình viết đến 11 giờ đêm là mình gói những cái đồ án mà mình đã làm, bao gồm là đồ án HTML CSS 21 ngày này, đồ án PHP này và cái đồ án Laravel đang làm dở nữa, là 3 đồ án mình gói lại, mình kèm theo cái CV mình gửi cho ổng lúc 11 giờ. Thì 11:20 ổng tép luôn, nhận được tép luôn là ông bảo anh rất ấn tượng với cái CV của em và ngày mai em có thể sắp xếp lịch phỏng vấn được không? Ok luôn. Nghĩa là tối ngày mai là mình có buổi phỏng vấn với anh đấy. Thì hai anh em cũng trao đổi các kiến thức thôi. Anh hỏi các cái chỗ mình code này có nghĩa là gì và mình giải thích được. Anh bảo ok, anh thấy em code cũng khá là dễ hiểu và cũng logic, anh thấy ổn nên là khi nào thì em đi làm được. Lúc đấy là lương defer đó là lương thử việc là 7 triệu và lương chính thức là 8 triệu. Thì mình bảo 3 ngày nữa em đi làm được. Thì đúng 3 ngày sau là mình có mặt ở Sài Gòn, mình bắt đầu làm việc luôn. Lúc đấy là cuối tháng 5 năm 2021. Thì lương thì là 8 triệu nhưng mà hầu như tháng nào mình cũng nhận được 9 triệu bởi vì có thêm 1 triệu tiền thưởng. Đấy, cái công việc đấy thì nó là lập trình web và sử dụng PHP thuần. Mình cũng thấy khá là vui khi mình được sử dụng PHP thuần chứ không phải là Laravel. Thì trong những tháng làm việc ở công ty đó thì mình nắm vững PHP hơn. Đó, nắm vững rất là sâu, cũng khá là sâu. Thì công ty lúc đấy cũng đang thời Covid nên là công ty hoạt động đến tháng 9 thì phá sản, là gặp khó khăn, cho nên anh em nghỉ việc, buộc phải nghỉ việc. Và lúc đấy mình nghỉ việc mất 1 tháng. Tháng đấy cũng định học nhưng mà cũng thực chất không học được gì mấy. Sau 1 tháng thì cảm thấy chán quá thì mình lại bắt đầu làm CV mình quăng lên. Lần này cái CV của mình là có thêm những cái dự án, những cái project mà mình đã làm ở trong công ty đầu tiên này, nên mình thấy rất là quý giá cái thời gian này. Nên mình cũng khuyên các bạn là sau khi học xong ấy, học chưa xong quăng CV luôn, miễn sao nhận công ty nào cũng được, lương bao nhiêu cũng được, miễn sao trong 6 tháng đầu là được đi làm. Và sau 6 tháng tự khắc bạn sẽ có 6 tháng kinh nghiệm và có thêm những cái project của công ty mình đã từng tham gia để đưa vào CV. Khi đó đi quăng CV tiếp theo rất là ngon lành. Và mình quăng CV lên kèm theo các dự án mình đã làm ở công ty cũ, kèm thêm một cái nữa là mình học được cách để xử lý API, cách viết và cách xử lý API, có thêm cái đấy. Thế là vài ngày sau thì cũng có vài công ty người ta hỏi và mình cũng phỏng vấn, bắt đầu phỏng vấn. Thì sau khi phỏng vấn thì mình đã nhận được offer của một công ty là về tài chính, mình sẽ làm việc dev cho công ty đấy, trong phòng IT của công ty đấy. Lương thì khoảng 17 triệu 1 tháng, khá là rất là nhiều so với cái mức lương của công ty đầu tiên. Và mình cũng làm ở công ty đó đến hiện tại luôn là cũng được khoảng 4-5 tháng rồi đấy. Và thì mình càng làm ấy, mình rút ra kinh nghiệm là mình cái thời gian đi làm ấy nó quý lắm. 1 tháng đi làm có khi bằng 4-5 tháng tự học. Lúc mình đi làm ấy thì mỗi ngày là mình lại học được một điều mới, mỗi ngày lại học thêm những kiến thức mới và tay nghề của mình càng ngày càng được nâng cao lên. Và mình nhận ra rằng đúc kết được rằng cái kiến thức cơ bản nó cực kỳ quan trọng. Nó như người ta từng nói là trong lập trình chỉ có hai thứ quan trọng nhất, đó là kiến thức cơ bản và sự khát khao tìm tòi. Đó là hai thứ rất quan trọng. Và cứ mỗi ngày thì mình lại học được những điều mới. Mình cũng vì mình không được học IT, không được đào tạo bài bản nên mình vẫn phải trau dồi thêm những kiến thức nền tảng như là cấu trúc dữ liệu giải thuật, hay là học về điều hành, hay là học các giao thức HTTP đấy, để nâng cao cái chuyên môn của mình lên. Đấy, thì cứ mỗi ngày thì mình lại được học và được làm, và mình thấy hiện tại mình thấy công việc rất là ổn định, mình khá hạnh phúc, làm rất nhiều việc trong thời điểm hiện tại. Và em cũng rất là biết ơn thầy Cương đã bỏ rất nhiều công sức ra để tạo ra cái khóa học rất là hay này, giúp đỡ được những người mà học trái ngành như em không có cơ hội. Và thực sự cái nghề lập trình này người ta quan trọng là thực lực, không quá quan trọng là bằng cấp. Bạn làm được việc thì rất nhiều nơi đón nhận. Và đó là những chia sẻ của em về cái quá trình học lập trình web của em. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.